ông Nguyễn Hữu Cầu là tù nhân thế kỷ của Việt Nam. Sau 37 năm bị giam cầm, ông Nguyễn Hữu Cầu được trả tự do về nhà. Sau 24 giờ thì ông lại bị ngất xỉu vì chứng bệnh đau tim và máu không lên não. Ông được gia đình đưa đi điều trị tại một bệnh viện tư nhân tại thành phố Rạch Giá. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 24 tháng 3 2014, tôi có đến thăm ông Nguyễn Hữu Cầu thì lúc này ông cũng đã vào đơn vị máu thứ 6 vừa xong. Tôi có một cuộc trao đổi với ông. Ông đã kể lại những chuyện ở trong tù. Và đây là phần 1 của ông Cầu kể lại câu chuyện như sau. Ông cho biết thời gian trong mấy ngày vừa qua, khi sau khi về thì bệnh tình ông điều trị như thế nào rồi ạ? Trước ngày về mấy ngày thì cán bộ nói với là bệnh tôi rất là nguy hiểm, là phải chữa, nếu không chết bất cứ việc nào. Thì khi về đến nhà được chưa được 24 tiếng đồng hồ thì tôi nó bị sốc tim, rồi cái con tôi mới đưa lên một cái thị trấn nhỏ có ông bác sĩ tên ông Nguyễn. Thì ổng vừa khám cái ổng có cho, ổng nói biết ông mới về tặng ít thuốc cho uống, nhưng mà khuyên gia đình là phải đưa đi lên thị xã vì cái gọi là cái từ là cái gì ổng nói thiếu máu, riêng cái phần máu là trầm trọng lắm. Ví dụ người ta 100 phần cho phép thì ông còn có 10 phần thôi. Rồi ổng còn nói trước là theo kinh nghiệm tôi ông xuống là người ta phải cho liền tối thiểu 76 cho tới 80 máu. Rồi ông còn chỉ cách là kêu taxi xuống, chứ nếu mà ông đi xe thồ, xe ôm là chừng vài cái số là động viên ông sẽ chết liền. Ông nói mình cũng cảm ơn ông. Qua cái hệ thống này mình cũng cảm ơn bác sĩ Biển. Riêng cái phần đó cũng gọi là lương y độ sinh như lương bù đạt. Thưa ông, thì theo tôi được biết thì các tổ chức nhân quyền, các tổ chức quốc tế đã can thiệp rất là nhiều nỗ lực cho ông trong cái thời gian qua. Và thời gian qua thì cũng nhà nước Việt Nam cũng hứa thả ông trước Tết. Thì ông kể, xin ông kể là diễn biến này sau ông ở trong tù có nhận được cái thông tin và phải thả ông vào cái dịp Tết, rồi Tết là không thả, rồi trong đó ông có sốt ruột hay là có cái vấn đề gì ở trong đó không? Ông kể lại. Trời ơi, bấm mấy năm thì nói là cái chuyện mà nôn thì nó nôn, rồi con gái lên nói bên lãnh sự quán với mấy một vài tòa đại sứ họ biết và điền. Rồi tiếp theo đó, trước ngày con gái lên 2 ngày thì có một phái đoàn quân dân cán chính lên gặp trước nữa, rồi nói là gửi lời thăm tôi. Nhưng mà sau khi thì ông nhận được cái thông tin Tết ông về thì có phản ứng gì đó không? Rồi anh em chia vui Tết, chờ cho tới 29 thì cái số là anh em nó người tùy cái xưng hô, người kêu bố thì anh nói chắc anh với bố thì bị lừa. Có những người như là Đoàn Huy Chương, Nguyễn Nhân Phương của Việt Nam Tự Do này, rồi anh Bùi Văn Trung của Bộ Hảo, anh tích quá, anh đọc đầu máu, nghe anh chạy. Anh cũng như là anh phản đối bằng cách ông thật, đọc đầu cái tường đó. Đọc lấy đá, đọc là máu là 3 người. Nhưng mà người trại họ có xuống không? Có, rồi xuống cũng ấy bông máu rồi mà trong đó thì có đồ Huy Chương, đồ Bùi Văn Trung ra nữa với Thái không đoàn Văn Chương, Bùi Văn Trung với lại Nguyễn Nhân Phương với Việt Nam Tự Do là đập là máu. Còn Thái là nói em cũng hy sinh là em tôi nói với cán bộ ông đại tá đang thôi cán bộ bắn tôi đi rồi cho ông Cầu ông về, tôi về chỉ đa rồi thì cũng sắp chết rồi thì cũng chết cho có cái ý nghĩa mà có bắn
tôi cũng làm cái đơn xin ông có kiện cáo gì đó. Rồi tới Thanh Vân, anh Thanh Vân cũng có việc, Nguyễn Thanh Vân, anh nói thôi cũng bán tôi luôn. Chứ bây giờ sao mà tới bữa nay còn có một ngày sắp giao thừa. Trời ơi, tôi không có lo gì tại phía mấy phòng họ cũng đòi làm như vậy nữa. Thưa ông, tôi xin hỏi thêm một vấn đề này. Thì nghe nói là cái K2 á, K2 nó làm cái khu giam riêng ở phía sau nữa. Thì nó cũng gần đó không? Cái khu K2 nó làm khu phía sau đó. Mình nói phải cách quan là phòng sạch sẽ, nhưng mà nó không có cái hậu. Đó, cái đây cũng là đập đầu tự tử nữa. Là tại vì khi xuống nói có một ông sĩ quan cấp tá, ông nói phòng này là phủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có coi tận mắt chính ông duyệt. Thì tôi cái người cũng biết luật pháp, tôi nói ông thủ tướng ông làm những cái chuyện lớn lao cấp quốc tế rồi, ông lại ông đi duyệt, ông đi duyệt cái phòng này. Nhưng mà thì theo cái phòng đó nghe nó đã khắc nghiệt lắm. Anh em qua đó là những người mà sống với tôi năm 10 năm qua đó, ba bốn người bệnh hết. Còn riêng tôi cũng lấy nước trước đó cũng tứ ra uống mạnh. Tôi qua 3 tháng tăng lên 10 đứa bệnh luôn. Nên nó thành ra có nghĩa là cái lý do nó khác biệt là cái nó những là người khác biệt. Từ đầu tới tôi luôn đó, nó sạch sẽ, nó đẹp nhưng nó có lỗ trong hơi có một chút. Ai cũng nghe là nó không cho lỗ đồng hơi. Có lỗ đồng hơi mở cửa, nhưng không có cái đuôi. Rồi một anh là như Tiêu Văn Nghiêm là hai ba người khác không có ngủ chung được. Rồi người một người bệnh nữa là lấy hết phòng. Nó tốn lại là vì lý do nó bệnh. Chính tôi cũng nói với anh Thị đó là nếu được thì cho thân và cái lỗ có nghĩa là nó không đủ lỗ thông gió. Thứ nhất, thứ hai là tôi cũng nghe cái nguồn nước nó như thế nào, thì nó phè hay là đó là nguồn nước tất cả này mở nhiều trại nó quá phè quá rồi mà họ lạnh nước uống họ phải sáng lại, thay vì họ uống 2 lít thì họ uống 1 lít, họ chừa cái nước đó để rửa bát rửa mặt. Thì tạm thời bây giờ là cứ hàng ngày tại cho lạnh mình tỉ nước á, mình uống phân nửa còn chừa phân nửa để làm nước uống. Nhưng mà nó bị phèn hay là bị thạch tính không? Cái gì ở đâu không biết. Nó nguồn cái màu nước nó ra thế nào? Nó vàng vàng như nước bia lây rồi nó mà nó tự nhiên nó bơm lên vậy đó. Chắc vậy đó, chứ mình ở trong đó mình đâu biết nước bơm hay nước sông, nước suối gì đâu. Mình phải biết chính xác cái gì. Nhưng mà nước đó thì nó kéo ống cho mình hay là có làm thành tình hồ bơm. Dạ. Ông cũng cho biết thêm tình hình trong đó thì những anh em khác như Việt Khang này, rồi Đồng Huy Chương, rồi Phạm Bá Thông. Phạm Bá Thông rồi một số anh em khác nữa. Có hai trường hợp này thông qua cái này đó, nếu được thì anh em xin dừng. Bởi vì Phạm Bá Thông như là ở bên khu kia khỏe, qua khu này chín mắt từ đấy mửa ra máu, đi tiêu ra máu. Rồi anh Văn Ngọc Hiếu tự là hào của Việt Nam Tự Do cũng khỏe mạnh mà người to con nhất, bây giờ qua mất ký lô đi bò với làm trường mà đi. Có nghĩa là qua khu mới qua khu mới nó kỳ như bản thân tôi nè. Đi không qua bây giờ quay mòn mòn đi té. Có nghĩa là qua khu mới nó tình hình nó vậy. Qua đó rồi 3 tháng nó quật tôi té liền. Mất sức khỏe liền. Bị gì ban đêm vô phòng á, thở được 2-3 tiếng, nhưng mà đến chừng khoảng 9, 11, 12 giờ cái hơi nó ra nhiều thì cái lượng oxy nó mất đi. Cái oxy của nó không có đủ để rồi anh đi. Em mới chạy ra thay phiên nhau đưa cái mỏ đưa cái mũi ra ngoài cái lỗ ngắn nhá chiên với cháo, nó còn giống tạm gia và những B34 quá biết. Một phòng diện tích bao nhiêu không ạ? Khoảng bề ngang bề dài vậy anh em nói khoảng 10 mét vuông. 10 mét vuông mà mấy người lúc mấy người? 4 người mà 10 mét vuông. Có nghĩa là bề ngang
bình an thì tôi bình an năm bề dài mình không biết bao nhiêu, nhưng mà anh em nó đo nó nói vậy đó. Dạ. Còn mắt tôi thì nó kém. Dạ. Như vậy thì 10 mét vuông mà nhốt 4 người. Dạ. Cái chiều cao nó là cao không? Cũng cao, khoảng hai thứ mấy. Cao hai thứ mấy à? Ừ. Cao hai mấy là thấp lắm chứ, cao. Bây giờ ở mấy anh ở ngoài thì cũng đối tôi thì ở tù hoài, nhưng mà cái vòng này tôi riêng tôi thì thấy nó cao, hai thứ mấy thì có cao. Dạ. Dạ vâng. Dạ thưa ông, thì như vậy thì sau khi ông được cả tự do, ông về được về rồi, ông có cái ý gì để cho có thể là cứu giúp những anh em trong đó không? Ông theo ông, ông có một tiếng nói gì để cho các tổ chức quốc tế được nhiều người lên tiếng? Tôi thấy thế này nè, là tôi cũng hứa với anh em về cái tổ chức nhân quyền là các anh em ở ngoài cũng lên tiếng nhiều, mà tôi thường nói giỡn với mấy bạn với mấy cháu. Dạ. Anh nói làm đúng những gì mà ở trung ương đưa xuống là anh em cũng sướng rồi. Dạ. Cũng nhiều người nói hỏi tôi là làm đúng là sao. Nói thí dụ như ông Trần Đức Lương, ông nói là mỗi phạm nhân được học tập á. Dạ. Thí dụ vậy, có cái luật thư viện. Rồi bây giờ có nhiều ông đại tá ông xuống, ông dịch báo tuổi trẻ, báo thanh niên, báo pháp luật. Rồi anh em đòi nói ông chủ tịch nước cho. Rồi mấy ông nói mẹ cái báo pháp luật thanh niên này đồ là báo phản động đó. Tôi nói mẹ, tôi ở tù lâu lâu chứ tôi biết cái này của cơ quan nhà nước. À, mấy ông cán bộ mà tại sao bảo là báo pháp luật, báo thanh niên là báo phản động? Ờ, nói là cái bọn nó báo phản động. Dạ. Rồi tôi nói báo phản động sao? Cái đó là ông có tên gì là ông? Không, tôi nhiều ông, có nhiều ông, ổng qua, ổng tế nhị, ổng thăm, ổng gỡ cái bản tên luôn. À, có nghĩa là ổng làm việc cho họ gỡ bản tên. À. Rồi tôi nói này xin lỗi, không phải là tôi binh nhà nước cái gì chơi nghe, nhưng mà thấy như vậy đó. Rồi tôi nói là bây giờ như ông Lê Hồng Anh này nè, ổng ký mà ghi vô nội quy phạm nhân là được đem sách chiếc vô học. Bởi vậy nãy tôi nói phải làm đúng như cái nhà nước nói cũng đỡ lắm, khỏe lắm. Thì bây giờ mấy anh phạm nhân thăm nuôi vô cái giết bút dở cán bộ dựt được hết. Rồi nói cái ông đại tá trại giam ổng ra lệnh ngầm gì ổng cho. Bây giờ ông Phạm Đình Anh bộ chính trị kệ ổng ác vua thua lại là. Cái này thì thôi cả ngàn. Cái luật gì mà ở trên đưa ra rồi dưới nói vậy. Bây giờ thông qua cái này tôi cũng nói luôn là đến mỗi nhà tôi, con cô em tôi trước khi đi Úc cổ ra gặp trung ương. Dạ. Cô nói anh tôi là thiếu tố 500 lá đơn trên 25 năm nay. Dạ. Thì ở trung ương có gửi nhiều cái văn bản, trong đó có của tòa tối cao. Nói thôi bây giờ cho ông cầu cũng làm đầy đủ thủ tục, nhưng nhà trại không gửi mà phải chuyển về cho gia đình gửi. Bởi vì nhà trại gửi là xé bỏ hết. Rồi họ làm sao đưa tôi. Trước ngày mà tôi vô đây, cái ông lại sư hùng thượng tá, ông nói nè, anh xem nè, tôi xé luôn cái lệnh của tòa tối cao. Tòa tối cao là cái con mè gì? Ông nói cái tiếng miền Trung, tôi đọc rồi, tòa tối cao là con mè gì? Đó là cái tôi rồi, nhưng mà sau đó tôi bị ta ba. Rồi cái cũng lại ở giam riêng, cái số tôi là mang anh tù ở giam riêng gần 20 năm rồi.